Sáng ngày 8 tháng 6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Theo Bộ trưởng, sách giáo khoa không phải là mặt hàng nhà nước định giá mà là thuộc mặt hàng kê khai giá, nên quyền định giá thuộc nhà xuất bản. Các nhà xuất bản kê khai giá với Bộ Tài chính công khai minh bạch để người mua lựa chọn. Còn đưa sách giáo khoa vào danh sách nhà nước định giá hay không là do Quốc hội quyết định. Về vấn đề giảm thuế xăng dầu, Bộ trưởng cho biết, nhiều ý kiến đề nghị giá xăng dầu lên cao thì có giảm không? Đây là vấn đề thuộc thẩm quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội. So với các nước láng giềng như Lào, Thái Lan, Campuchia, thì giá xăng dầu của Việt Nam vẫn cao hơn. Vừa qua đã giảm thuế bảo vệ môi trường xăng dầu, còn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng là do Quốc hội quyết định. Nhưng trước mắt, Bộ Tài chính sẽ có báo cáo đánh giá tác động báo cáo chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình ra Quốc hội về việc có giảm thuế với xăng dầu không. Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính sáng ngày 8 tháng 6, nhiều đại biểu chất vấn về việc sách giáo khoa chưa được đưa vào danh mục nhà nước định giá. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã trả lời cho biết, tới đây, khi sửa luật giá, các bộ liên quan sẽ báo cáo chính phủ để đưa vào luật giá. Bên cạnh vấn đề giá sách giáo khoa, vừa qua nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần quản lý chặt vấn đề sách tham khảo trong trường học. Vì hiện nay, người học đang phải chi phí cho sách tham khảo rất nhiều, nhưng không có sự rạch ròi giữa sách giáo khoa và sách tham khảo. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư 21/2014/TT-BGDT quy định, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh học viên hoặc cha mẹ học sinh học viên mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào. Ngày 7 tháng 6, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bầu các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 77. Đại sứ Sapa Kuroshi, người Hungary đã trở thành tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 77, nhiệm kỳ 2022-2023, thay thế ông Abdullah Shahid, người Maldives, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76. Cuộc họp cũng đã đồng thuận bầu Việt Nam trở thành một trong những phó chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 77, đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí này trong một năm kể từ ngày 13 tháng 9. Ngày 8 tháng 6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể một cụ bà đi lạc trong rừng sâu. Trước đó, ngày 20 tháng 5, bà Thị Xin, 71 tuổi, người đồng bào dân tộc Rackline, ngụ xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, theo nhóm khoảng 50 người băng rừng gần 20 km qua khu vực thuộc xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận để cúng mộ ông bà tổ tiên. Tuy nhiên, khi nhóm người đi cùng bà Xin về lại khu vực cúng lễ thì không thấy bà nên liền báo chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Đến chiều ngày 7 tháng 6, người dân đi rừng bất ngờ phát hiện thi thể bà Xin ở trong rừng cách tuyến đường Ba Bào, Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam khoảng 4 km. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo đình chỉ thi công dự án khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen do công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen làm chủ đầu tư tại thị trấn Đạ Emri, huyện Đạ Hoai, sau khi ghi nhận nhiều sai phạm về trật tự xây dựng. Ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi đình chỉ thi công, địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư dự án liên hệ các cơ quan có thẩm quyền, hướng dẫn thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai, quy hoạch, xây dựng theo đúng quy định. Riêng Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Hoai tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan tại huyện và thị trấn Đạ Emri, nơi có dự án. Đồng thời giao Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Hoai kiểm tra xử lý hoặc đề xuất xử lý vi phạm hành chính việc phát hiện trong việc phát hiện các công trình trong khu du lịch tâm linh. Sáng ngày 8 tháng 6, một cán bộ đồn công an khu công nghiệp Sóng Thần, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận là một trung tá đồn phó đồn công an khu công nghiệp Sóng Thần được phát hiện tử vong trong phòng ngủ tập thể của đơn vị. Theo đó, chiều tối ngày 7 tháng 6, một số cán bộ công an trong đơn vị vào phòng ngủ tập thể thì thấy trung tá này ngồi bất động, lưng dựa vào giường, gọi không trả lời. Nhận thấy bất thường, nhiều người lại gần hỗ trợ thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, nghi do đột quỵ.
Sáng ngày 8 tháng 6, ông Nai Phila, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Bucondaria pseudomallei, thường được gọi là vi khuẩn ăn thịt người, gây ra. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đắk Lắk, trường hợp mắc bệnh Whitmore là bệnh nhi 9 tuổi, ngụ xã Ia Lớp, huyện Ia Súp, tỉnh Đắk Lắk. Đây là căn bệnh truyền nhiễm rất khó phát hiện do dễ nhầm lẫn với các bệnh khác và không được điều trị kịp thời. Ngoài ra khi phát hiện, bệnh viện điều trị cũng vô cùng khó khăn và có nguy cơ tử vong cao.